Nếu nhà bạn nào mà đang sử dụng máy rửa bát thì tuyệt đối không được quên bỏ sản phẩm này vào nha. Đó chính là muối làm mềm nước, hay còn gọi là muối rửa chén, là một loại muối bắt buộc phải có khi dùng máy rửa bát. Có thể bạn không biết, thực tế nước có độ cứng do các khoáng chất làm hòa tan trong nước. Khi sử dụng cho máy rửa bát, nước cứng sẽ tạo thành các cặn bẩn trong máy làm tắc hệ thống đường ống, vòi phun nước của máy. Điều này sẽ khiến cho bát đĩa không được rửa sạch và làm máy hỏng nhanh chóng. Chính vì vậy thì để làm tan các cặn bẩn, giúp kéo dài tuổi thọ cho máy và làm bát đĩa trở nên sạch hơn, thì bạn phải dùng đến một chất làm mềm nước, đó chính là muối rửa bát. Và cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản nha. Ở dưới đáy của khoang rửa chính là ngăn chứa muối. Bạn chỉ cần mở ngăn ra, đổ muối vào đầy rồi vặn nắp lại, lau phần muối thừa rơi xung quanh này được nha. Máy rửa bát khi hết muối sẽ tự động gửi cảnh báo đến cho người dùng qua màn hình hiển thị để bạn bổ sung thêm muối.